Với những ai đam mê vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại mà sang trọng thì dòng đồng hồ Classic Fusion của thương hiệu Hublot chắc chắn đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, chiếc Hublot Classic Fusion Titanium Opaline 42mm mang mã hiệu 542NX2611RX mang lại một sự khác biệt độc đáo, hứa hẹn làm hài lòng ngay cả những tín đồ khó tính nhất. Khác với những mẫu đồng hồ vỏ thép thông thường ở thương hiệu khác, Hublot Classic Fusion Titanium Opaline có vỏ được làm từ titanium, chất liệu nổi tiếng của Hublot với nhiều ưu điểm vượt trội như nhẹ, cứng và chống ăn mòn tốt. Với kích thước vỏ 42mm, mẫu đồng hồ này phù hợp với hầu hết các cổ tay của quý ông Việt. Thiết kế viền bezel với 6 đinh chữ H đặc trưng mang đến vẻ mạnh mẽ và nam tính. Điểm nhấn đặc biệt chính là 28 viên kim cương với tổng trọng lượng là 1.22 carat được gắn tinh tế trên vỏ, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh và sang trọng. Thiết kế viền bezel của cỗ máy thời gian này cũng không kém phần ấn tượng với 132 viên kim cương với tổng trọng lượng là 1.01 carat được gắn cùng với 6 chiếc đinh ốc hình chữ H đặc trưng của Hublot. Sự kết hợp giữa titanium và kim cương mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính nhưng không kém phần quyền lực. Điểm đặc biệt của Hublot Classic Fusion Titanium Opaline 542NX2611RX nằm ở mặt số tráng bạc opaline được tạo ra bởi một quy trình đặc biệt. Mặt số có màu trắng ngà, không phải màu trắng tinh như các mặt số thông thường, phù hợp với phương châm đơn giản nhưng không đơn điệu của Hublot Classic Fusion. Cặp số dạng vạch hình chữ nhật và kim đồng hồ với logo đặc trưng duy trì sự tinh tế và đẳng cấp. Chiếc đồng hồ này được trang bị bộ máy tự động HUB 1112 phát triển từ cỗ máy Seleta SW300 dao động ở tần số 2800 VBH với 25 chân kính, mang lại khả năng trữ cót lên đến 42 giờ. Đây là biểu tượng của sự chính xác và chất lượng Thụy Sĩ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.